Chừng nào bảy núi thành vàng thì là mới đặng thanh nhàn tâm thân. Cực lòng nói hết đông tây, nhân dân sao chẳng xét đời mà coi. Nam mô A Di Đà Phật. Hạ quân lục thập nhất niên, thầy đã về cõi Tây Phương ẩn mình. Ất sửu phiên quốc chiến chinh, qua năm đình Mão Nam đình giao ngôi. Hàm nghi thất quốc thương ngôi, qua nơi Tây Bắc lánh dòng gian nan. Các vị quan trấn ơi thở than, lên non ân sĩ cho an một bề. Tiên hoàng minh chúa ơi ủ ê, cảm thương lệ thư mắt dòng gian nan. Tiên dương vào chốn Phật đường, bạch cùng Phật tổ sự duyên cho tường. Thích ca nghe tấu khá thương, nói cùng mình đế hơn dương mạng rồi. Phật còn chưa đặng thánh thơi, bị đài dư lúa uống gì để dương. Mình nhớ hồi lúc minh dương, liền quỳ đảnh lễ Phật trời tu thân. Thích ca mới hỏi ân cần, cớ sao hoàng đế tu thân làm gì? Minh dương bạch Phật một khi, Nam Trào mất nước tại thì nơi tôi. Bây giờ tôi biết lỗi rồi, quy y cùng Phật cho tôi nói đời. Thích ca nghe nói thương ôi, minh dương biết lỗi nước thôi mất rồi. Nếu mà như phục
hồi phải lo tu niệm dạy thời mới an. Minh dương nước mắt chứa chan, cúi đầu lại Phật mình vàng Thích Ca. Chư Phật xem thấy lụy xa, cảm thương Nam Quốc con xa cha rồi. Nói cùng Minh Đệ thương ôi, thất thập niên mới lập đời như xưa. Minh dương nước mắt như mưa, cảm thường lệ thứ thế siêu nặng nề. Chờ cho Nam Quốc phục hồi, lao đao khổ hại chiến tranh bốn bề. Thương thay trần hạ ủ ê, biết làm sao đặng phụ về lê dân. Như lai lời mới tỏ phân, muốn cho ba tánh vạn dân tu trì. Thời là phải cày người đi, rao truyền ba tánh đều thì thiện nhân. Cứ lo những việc thảo hiền, ban giữ mua lành tai họa khói mang. Minh dương nghe Phật dạy tròn, lụy nhỏ hai hàng chẳng biết cày ai. Như lai Phật tổ ngự tại non đòi đòi Phật Quan Âm, truyền cho đạo sĩ chư tăng và người dương thế giáo khuyên cõi trần. Quan Âm đạo sĩ già dân, dừng lời Phật dạy lành phần giáo phiên. Những người tàn tật khùng điên, kêu trời gieo Phật thần tiên đồng lòng. Thất nương lập hội công đồng, chư thần tuần giảng bốn phương cõi trần.
đều vào đánh lễ Quan Âm. Đạo sĩ hỏi rằng: chư vị chầu ai? Chư thần thất vị đều quỳ. Trần gian hung ác chẳng gì thần tiên. Cứ theo mắng Phật chửi trời, cho nên tôi đến án tiền quỳ tâu. Quan Âm nghe tấu phân rằng: chúng sanh dài lắm lỗi lầm nhiều khi, cho nên minh đế sầu bi quy y cùng Phật cứu rài chúng sanh. Như Lai Phật dạy đành rành, dạy bảo trần thế kết dành thiện dương. Chư vị xin chớ già hờn, để tôi răng dài thiệt hơn cho trần. Chư thần nghe dạy ân cần, lui về cung điện thế trần tuần xem. Thấy trong ba tánh còn thêm, lên tàu ngọc đế đặng coi thế nào. Ngọc hoàng ngự tại điện trào, truyền cho chư vị bước vào thành trung. Hỏi rằng trong cõi trung ương, vạn dân thiên hạ hiền hùng thế nào? Chư thần tâu hết âm hao, tâu qua ngọc đế thấp cao cho tường. Coi trần nhiều đứa hùng cường, khinh khi trời Phật chẳng nhường thần tiên. Kêu ôm rủa dịch liền liền, cho nên tôi đến án tiền quỳ tâu. Ngọc hoàng ngự giữa điện chầu, sai thần ôn dịch xuống miền trần gian.
lại sai trong hội ngũ hành rải nhiều thứ trái chẳng lành cho dân. Năm ông dội già tỏ phân tàu qua Phật tổ cứu dân tai nạn. Hết ca chưa có tỏ tường cơ sao chư về tầm đường Tây Phương. Năm ông bạch lại Phật tường Ngọc Hoàng lĩnh dạy ngũ phương xuống trần. Hai cõi trung ương dân dân cho nên tôi mới tô trần Phật hay. Thích Ca Lợi ưa châu mài thương thai trần thế mắt rài tai ương. Mau mau kịp tới tòa chương tàu qua ngọc đế xin thương cõi trần. Lẽ nào sai giết hết dân thử dùng cho nó tu thân nó nhờ. Ngọc Hoàng nghe nói ngẩn ngơ mới sai Lý Tình một giờ ra đi. Đòi sang thất về nương nương vào chầu ngọc bệ cho ta phân tường. Thất nương vào tay ngọc đường sắc linh ngọc đế bài tường thị chung. Hạ quân nay đã muốn cùng hại kẻ chẳng kể thiên cung vậy mà. Ai mà kính trọng mẹ cha biết kiến trời Phật chừa ra chẳng hành. Phật xin cho kẻ chúng sanh cứ giữ việc lành hơn lập ám dân. Bền lòng niệm chữ từ bi nửa sao có Phật dắt đi tòa vàng. Bấy lâu Phật ở xa ngàn bây giờ có Phật bước sang Nam Trào. Người đời như thầy chim bao
đói xác biết bao nhiêu ngày. Phật còn giả kẻ ăn mày, ai mà biết đặng lẽ này thiệt hơn. Ông thời giả dài giả điên, ông thời giả kẻ tật nguyền biết đâu. Thấy nghèo ăn hiếp khinh khi, cho nên mắt phải chịu rài tai ương. Tật nguyện này thiệt khá thương, xin cho bù trì các chú thợ quê. Thấy giàu nhiều đưa u mê, quyền cao chức lớn nào hề biết chi. Thấy ai tu tánh tu nghi, sang giàu kiêu ngạo khinh khi chê cười. Có tiền sao dài nhiều bề, phước đâu ai để mà mình có ăn. Nào là phước của cao tăng, tu nhân tích đức để hằng cháu con. Cứu quyền nay đã về non, cháu con giàu có bỏ mòn Phật tiên. Mang lo lớn chức cao quyền, cho nên bỏ hết chẳng kiêng Phật trời. Lại thêm khi về nhiều lời, khi Phật chê trời nhiều nỗi thiết tha. Chư Phật lụy ưa chan hòa, thương tai trần thế lại mà Quan Âm dạy bảo trần thế kẹo lầm. Sửu dần xuất thánh lo cần binh cơ, binh dần thấy diệt ngẩn ngơ. Qua năm đình mạo ngẩn ngơ một hồi, chồng nam vợ bắt dân ôi, nói cho trần hạ dữ thôi kẹo lầm. Ai mà thiện niệm nhất tâm
tu nhân tích đức khỏi lầm tai ương. Phật còn chẳng đặng thánh thời, huống chi trần hạ mạng nổi gì. Hết đây đến nước gì kỳ, dỗ dành thiên hạ vậy thì chẳng an. Đến đâu pha rối sớm làng, dù dân đọt của Đại Nam tiền trào. Cuộc đời khổ hài biết bao, Phật sai đạo sĩ truyền giáo dân tường. Như ai muốn ở thiên đường, đừng mê theo đạo quý dương làm gì. Như mê theo đạo dị kỳ, thời mà phải bỏ dạy thì tổ tông. Người đời phải xét cân phân, theo đạo nước khác có công danh gì. Người Nam theo đạo dị kỳ, công hầu chi đó bỏ thì ông cha. Thân thác chẳng đặng làm ma, hồn khôn thiên cầu ăn mà còn chi. Thân thác thiệt rất thảm sầu, bụng đầu mô hết đâu còn món chi. Nói thôi trong dạ sầu bi, người đời ít kẻ xét suy cuộc trần. Không coi mấy gì thánh thần, trung quân ai quốc nhân dân miễu thờ. Hơn đường tạc để bây giờ, mấy lần quan cựu trơ trơ đời này. Lòng xuyên tiền nhầm còn ghi, lòng thuần chương lý miễu lăng còn thờ. Hà tiên hùng dòng về cơ, tự trần mà thác miễu thờ tạc dân. Địa đầu là xứ Bắc,
quan thượng tạ trần miếu ấy tốt thay. Chớ nay nhiều sự dị kỳ, làm quan tứ trần miếu thờ ở đâu? Người đời phải xét cao sâu, Việt Nam tiền hơn sao giàu cùng sang. Đến chừng gặp Chúa Minh Hoàng, làm sao về đặng hớn đàn cho xong. Cũng như chim mắt trong lòng, có ai gỡ khỏi cho xong mà về. Các nước dây phù tư bề, Phật cùng chư vị nào hề rành đâu. Minh Hoàng ở tại Nam Lầu, Phật cùng chư vị lo thâu phép thần. Phi đao bửu kim rất đông, chuẩn đề thâu hết cứu trần gian nan. Hoa lửa nó đốt muôn ngàn, hồ lô Phật tổ đổ tràn nước ra. Núi dân bao khắp người ta, có ông Di Lặc thâu mà non cao. Nước dân lục đến đọt sào, có ông Yết Đế thâu mau thủy triều. Bàn môn thả kỳ lân sư tử lại nhiều thu hung. Văn thù tay chấp thần cung, Quế Quan cầm kéo trừ trùng độc tan. Bàn môn diệu thuật đa đoan, qua lửa nó đốt muôn ngàn người ta. Quán âm Nam Hải bước sang, tình bình thâu hết mới an tai nàng. Thoại ba tài trí đa đoan, thiên la địa dòng bùa tràn tứ phương. Di Đà tai chấp thần thương, đánh ra một cái tàn tành còn
chi. Đạo lư diệu thuật rất kỳ, hóa ra muôn thú ai bì đằng đâu. Thu sao tài phép lạ lùng, qua phép qua lửa khó thay cho đời. Nó quá nhiều phép kỳ tài, lửa cháy nước ngập rất nên thảm sầu. Chư thần xem thấy lắc đầu, trừ sao cho đặng lên cầu Thích Ca. Phật tổ thôi mới phán ra, sai ông hộ pháp bắt mà thu yêu. Đạo lư phép nó rất nhiều, qua bình qua tướng như diều rất đông. Phật tổ ngự tài dân trung, sai tề thiên xuống thâu tan tướng diều. Đạo lư tài phép đủ điều, qua rác thú thật nhiều rất hung. Phép tài biến qua vô cùng, tu hành thì khỏi làm hung đâu còn. Chuyện này cha mẹ lạc con, tân mùi khổ hải hỡi còn thon dôn. Nhâm thân chưa đặng chỉnh tề, đến thăm quý dầu hớn trào bình an. Thiên đường địa ngục hiệp sang, trung ương tam giới xuê sang phỉ tình. Nói cho ba tánh làm tin, đừng mê đạo khác mà quên Nam Định. Đến chừng gặp hỏi bình minh, gươm nào tội nấy chớ tình thở than. Nói cho ba tánh đặng tàn, chừng nào đơn giản nghi giá hoàng biết nhau. Bấy lâu nói trước mà sao, bây giờ nói chuyện mau mau tới rồi.
như ai mà có nghi ngờ. Tôi thề chứng có Phật trời nào sai. Nam mô Đức Phật Như Lai, tôi chẳng có nài ai muốn thời nghe. Đinh Mão thứ nhất hằng hồi có tàu đông hơn Phật bà xét coi. Thập điện dở nèo hằng hồi dân thù treo lưới bườm lèo xuê sang. Mấy người tu niệm đặng an, những kẻ làm ác có còn ở đâu? Phật bà xem thấy lụy châu, biết làm sao đặng nghi cứu rài hung hăng. Ai mà tu niệm ăn năn, thầy kinh răng chép cùng bằng tu non. Ai muốn cho đặng vuông tròn, chép truyền phước để bia son đời đời. Dạy thôi nay đã hết lời, ra công chép lấy để đời mà coi. Phật biểu lưu truyền hằng hồi, ai ngồi đặt đặng nên đời bỏ qua. Nói cùng nam nữ trẻ già, ai chép truyền đặng phước bằng non cao. Nếu ai mà chẳng tin lòng, nữa sao lại bị âm binh hại rài. Huệ lưu nào này công lao, khuyên trong nam nữ đừng sao tấm lòng. Cũng đừng lánh đục tầm trong, xa thần cầu đạo tham dinh làm gì. Bạc đâu lại sánh với chị, vàng đâu có lộn với thao cùng kỳ. Làm người phải xét phải suy, bạc cho ai đổi sắc chỉ làm chi. Tu hành như ngọc lưu ly, sáng
vào ác đức như chì gắn câu. Rồi tay đức xuống ao sâu, lùng vào đáy biển biết đâu mà tìm. Phật trời nói chẳng sai lầm, tu nhân như ngọc báo cầm trên tay. Ác nhân như thể dép dài, nói cho nam nữ xét rài mà coi. Thân tôi ở một cái chòi, cũng như ngọc chiếu sáng soi khắp ngàn. Chừng nào bảy núi thành vàng thì là mới đặng thanh nhàn tâm thân. Cực lòng nói hết đông tây, nhân dân sao chẳng xét đời mà coi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.